nay vui lắm, sửa soạn bó mấy em này nè, xếp nha, cái này sáng mai xếp rồi đó. Thì em bó sơ lại mấy cái này cho nó đó. Cô này em đọc theo loại và em xếp nguyên cây luôn. Này em xếp đi New Jersey. Bữa nay New Jersey trúng bánh ra nhiều cây lắm. New Jersey có Sabuche, có đầy thủ. Hôm nay ship 5 cây này về New Jersey. Nhưng mà cái này không có Peter nha, cái này không có Peter Pepper, cái này có David Pepper. Cái này cây David Pepper. Em gói cho nó gọn là sáng mai em ship nha anh em. Anh thấy vui không? Làm đồng ớt mà nó nổi ship đi luôn thì em là lần đầu tiên em mới thấy. Nhưng mà cũng vui vui. Thì ship không hơn cái ớt mà vẫn ship cho vui. Đúng là tiền ship hơn cái ớt. Bây giờ em đang cho nó ráo nước đó. Người ta ship cho em cái cây mãn cầu bự lắm mà cái chậu có lớn như là coi em ship cái ớt chậu có lớn đó. Mình không sợ mưa rơi, dân chơi không sợ mưa rơi. Vàng này có em 5 cây mai ship rồi đó. Anh chiếc theo lợp, mấy cái nhỏ này mới ship sau, mấy cái loại nhỏ này nè. Giống như em nói em trồng cũng nhiều thứ lắm, như cây này ta ship sau nè. Này đâu thấy trái, thì em để đây em thấy trái nè. Trái nó giấu trồng á. Nhiều loại như vậy em không biết loại nào nữa. Thì em ship theo đợt đi. 1, 2, 3, 4, 5 cây em này. Mai này sẽ lên đường. Tới mấy cái ớt kia khác. Cái này em còn nhiều lắm. Hình như em còn, nếu mà điếm cái này không còn cái chục gốc nữa. Rồi hết đợt đó là em xếp tới đợt này. Mỗi thứ nó khác nhau nha. Đợt này nó cũng rậu à. Ai nói tên này thì em không biết tên, cái tên gì. Xong rồi lại tới đây. Xếp nó xong em xếp tới này. Em thấy không? Em xếp theo từ đợt. Nó tóm lại thì nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Nhưng mà từ từ rồi em xếp từ. Sáng giờ em đi chở heo mới về. Nay em lên lái heo luôn rồi. Thành lái heo rồi. Lấy về ba cái khu là lớn luôn, là 300 và nhiều phao lắm. Mấy trăm phao luôn rồi. Ở trong này em có loại này nữa nè. Loại này chắc khoảng 1 hoặc 2 tuần nữa em mới xếp. Giờ xếp nhiêu đó đi. Rồi có cây vũ nữ thân gầy nữa bên kia. Để em trồng cũng 2-3 thứ vô một chậu luôn như cái này nè. Em thấy em trồng có 2 loại vô, 3 loại vô một chậu. Mình thử nhiều khi người ta mua thứ thì được 2 thứ luôn, được tặng thêm 2 thứ luôn. Thứ này cũng vậy. 2 thứ, 3 thứ em trồng vô một thứ nè, một chậu. Trái dễ cưng hơn. Mấy loại em trồng này không có ăn cẩn thận như cái gì, nó cay lắm. Đây cũng vậy nè, em có nói rồi, vũ nữ thân gầy nè đó, vũ nữ thân gầy nó thấy không. Còn cây này không phải nó bị bệnh đâu mà lá nó vậy đó. Trái của nó nhìn nè, nó trái của nó nè đó. Chứ không phải nó bị bệnh đâu, cái lỗi nó vậy đó. Đây có trái đó. Còn cái anh này anh ta vũ nữ thân gầy, cái người sao trái nó vậy đó, dài thòn lòn vậy. Đây này bò lên tới nóc nhà luôn rồi. Ok, nhiều lắm. Em 2-3 thứ nè, em làm cái sơ sơ cái clip rồi để em ship ớt cho anh em bà con coi thôi. Rồi cái này đang lát nó ráo nước là em gói. Hẹn gặp lại, thank you.